Top 6 nguyên nhân chủ yếu gây vô sinh hiếm muộn ở nữ giới. Đối với một người phụ nữ, được làm mẹ luôn là thiên chức cao quý thiêng liêng. Thế nhưng, trong những năm gần đây, tình trạng vô sinh nữ đang ở mức báo động và có xu hướng tăng lên. Hãy cùng tìm hiểu 6 nguyên nhân chủ yếu gây vô sinh hiếm muộn ở nữ giới. 1. Do các bệnh lý ở vòi trứng. Khi nữ giới mắc các bệnh lý liên quan đến vòi trứng như viêm vòi trứng, tắc vòi trứng sẽ khiến vòi trứng bị viêm, tắc nghẽn gây cản trở trứng gặp tinh trùng và cản trở phôi về làm tổ trong buồng tử cung, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thụ thai nếu không chữa kịp thời dẫn đến vô sinh. 2. Do mắc các bệnh lý ở buồng trứng. Vô sinh nữ nguyên nhân tiếp theo phải kể đến là do bệnh lý ở buồng trứng. Do buồng trứng là cơ quan sản sinh ra nang noãn trứng, nên khi mắc phải các bệnh lý liên quan đến bộ phận này như viêm buồng trứng, u nang buồng trứng, ung thư buồng trứng, suy buồng trứng sẽ khiến cho hoạt động của buồng trứng trở nên bất thường, ảnh hưởng đến hiện tượng phóng noãn và chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn, nên khả năng phụ nữ khó có con là rất cao. Đây cũng được xem là nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở nữ. 3. Do mắc các bệnh về tử cung. Một số bệnh lý thường gặp liên quan đến tử cung bao gồm u xơ tử cung, viêm cổ tử cung, dính buồng tử cung hay xuất hiện dị vật trong tử cung, bất thường về hình dạng tử cung nhi tính, tử cung hay sừng. Tất cả những bệnh lý trên có thể ảnh hưởng, ngăn chặn quá trình tinh trùng gặp được trứng và thụ tinh hoặc khi trứng đã được thụ tinh thì cũng không thể di chuyển vào tử cung để làm tổ do thiếu chỗ. Bên cạnh đó, vô sinh nữ nguyên nhân còn có thể do cổ tử cung bị viêm nhiễm, khiến cho dịch nhầy ở cổ tử cung quá ít hoặc kém chất lượng, cản trở di chuyển của tinh trùng, thậm chí có thể giết chết tinh trùng. 4. Do rối loạn nội tiết tố. Rối loạn nội tiết tố ở nữ là nguyên nhân chính gây ra sự mất cân bằng hormone sinh sản, dẫn đến rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, làm giảm khả năng thụ thai. 5. Do các bệnh lý về tuyến giáp. Một trong số những nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở nữ giới cũng có thể là do bất thường ở các cơ quan như tuyến yên, tuyến giáp, rối loạn hormone khiến lượng hormone kích thích tuyến giáp và prolactin tăng cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh sản, khiến tỷ lệ đậu thai là rất khó. 6. Do stress. Theo nghiên cứu, những căng thẳng đầu óc và thường xuyên có những cảm xúc tiêu cực có thể gây vô sinh ở nữ giới. Bị stress quá mức sẽ gây ức chế đến chức năng ở vùng giới đồi, là nơi kiểm soát tuyến yên, tiếp giáp, tuyến thượng thận, buồng trứng và gây rối loạn chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài những nguyên nhân chủ yếu trên, thì vô sinh ở nữ còn có những nguyên nhân khác do lạm dụng chất kích thích như rượu bia, hút thuốc lá, sử dụng thuốc tránh thai bừa bãi hay do yếu tố tuổi tác. Hiện nay, trong y học có rất nhiều biện pháp chẩn đoán tình trạng vô sinh ở nữ, chẳng hạn như kiểm tra sự rụng trứng, xét nghiệm hormone, siêu âm vùng chậu hay chụp buồng tử cung. Để xử lý vô sinh ở nữ giới, đặc biệt là phụ nữ bị vô sinh do rối loạn buồng trứng, phương pháp thường gặp nhất là kích thích sự rụng trứng bằng một số loại thuốc giúp thụ thai. Ngoài ra, bác sĩ sẽ chỉ định bệnh nhân phẫu thuật để khắc phục các vấn đề như polyp nội mạc tử cung, vách ngăn tử cung hay mô sẹo trong tử cung. Bên cạnh đó, các chị em nên lưu ý tái khám đúng lịch hẹn để được theo dõi tiến triển của bệnh, phát hiện các triệu chứng bất thường cũng như tình trạng sức khỏe.